Thấy quái hả? Lâm nhị ca, lần này phải nhờ vào anh đó. Nói đi. Các nhân chứng chỉ chứng Hà Phan nhất định là bị người ta hăm dọa hay là mua chuộc rồi. Tôi bây giờ muốn dùng chiều gây ông đập lưng ông. Anh làm ơn đi kiếm tụi nó ra, dùng thập đại cực hình của Mã Thành ép tụi nó nói ra trần tướng đi. Ừ, tốt lắm. Làm sao nghĩ ra được? À, dùng đầu óc suy nghĩ. Yên tâm. Ừ, cứ để tôi lo hết cho. Ừ. Không sao không sao, cứ để tôi lo hết cho. Yên tâm đi, để tôi lo cho. Hả? Hình như Long Nhị Ca đi không vững hả? Chú quan tòa, tôi muốn triệu ra một nhân chứng mới. Là ai mà ngon vậy? Chính là ông già của mày. Phản đối? Sao lại chửi tôi? Anh đừng có phản đối hoài như vậy. Thử nghe người ta nói một lần có được hay không vậy hả? Xin mời tước sĩ Hồ Tây. Đúng là ông già của mày. Đây là sư phụ của tôi. Trần Mộng Cách. Xin lỗi Lâm phiền tước sĩ. Mời. Xin nói theo tôi xin thành thật tuyên thệ. Tiến sĩ, bọn có quen bị kéo Hồ Phèn hả? Không quen. Nhưng mà nó rất giống vợ bé của tôi, là Như Hoa. À, cái gì? Ông có còn với người thiếp của ông đó hả? Tôi có một đứa con trai tên là Niệm Tây, nhưng mà nó đã chết rồi. Tại sao bị chết? Điều này tôi không biết. Tại sao lại không biết chứ? Bởi vì chúng tôi đã thất lạc nhau 20 năm rồi. Vậy tại sao ông nói là hắn bị chết? Tại vì tôi đã thấy được xác của nó. 20 năm không gặp, ông cũng nhận ra thằng con của ông đó hả? Tôi đã nhìn thấy được cái mông của người chết. Là cái mông? Đúng vậy. Trên cái mông xác chết ở bên tay phải có cái bớt hình tam giác, cho nên tôi tin đó là cái xác của nó. Tức sĩ, chuyện đời không có gì là tuyệt đối cả. Tôi có nói ra ông cũng không tin. Trần Phan, không cần tao dạy chứ hả? Mau cởi quần của mày ra. À, vậy người trước kia lúc nó chào đời cái mặt ra sao? Ông cũng chưa có nhìn thấy. Cái bớt thì có thể dễ lên được đó mà. Vậy thì nó là niệm tay đó. Bữa nay cha con được nhìn lại thì làm chuyện đáng mừng để nhà chúc mừng. Niệm tay. Niệm ở niệm Quê nè, đừng có quá kích động nha. Đừng có quá kích động. Quê, người đâu? Tới đây lo cho tước sĩ đi. Các vị đã thấy rồi, tước sĩ Hồ Tây đã chính miệng nhận bị cáo là con ruột của ổng. Vụ án này xảy ra như vậy, đây rất có thể là một vụ án tranh đoạt gia tài. Theo lý luận thông thường thì là một vụ án có thể dư hoàng đứa con mồ côi đó. Nhưng những lời của nhân chứng khi nãy đã không thể trước sách kinh thánh nên không thể tiếp nhận được. Đây là lời khai trước tòa đó mà. Ông có biết sao? Tuyên thệ rồi mà. Tùy tay của ổng nhìn vào cuốn sách thánh kinh nhưng chưa có lời tuyên thệ. Tôi được, làm lại. Thưa quan tòa, tuy rằng đã xảy ra một điều bất hạnh nhưng lời lẽ của người quá cố nói trước khi chết coi như chưa nghe qua. Đi rồi sao? Rõ ràng có nói mà, sao lại chưa hề nghe qua chứ? Thật xin lỗi, pháp luật thì là pháp luật, một chữ cũng không thể sửa được. Trên một cách tôi không thể giúp ông được. Quan tòa, ông thì giúp được đó mà. Về học thêm đi Trần Mộng Cách. Người cha chết mà không phản ứng gì hết, tôi thiệt là phải học theo ông đó. Ông còn nói nữa, cái gì cũng tại ông. Cha của tôi có bệnh đau tim đó. Nếu không phải ông kiếm mà ông làm nhân chứng thì ông đâu có chết chứ hả? Hung thủ sát nhân. Xin lỗi quan tòa, cha của tôi vừa qua đời, tôi không thể khống chế được chính mình.
Làm gì vậy? Con mẹ mày giả bộ khóc hả? Chết mày rồi, không có giọt nước mắt nào hết đây nè. Coi đi, coi đi, coi cho kỹ đi. Không có giọt nước mắt nào hết, cô Trang à. Còn nói là không có tình hả? Bây giờ bắt quả tang rồi. Nói đi, tại sao là bộ khóc? Mày đi chết đi mày. Cảnh cáo đôi bên, hai vị hãy tôn trọng thân phận của mình có đợi hay không vậy? Khoan đã, tất cả cho tôi kể lại một câu chuyện xưa kia. Lúc xưa có một tước sĩ tên là Hồ Tây, là một nhà vọng tộc ở Hồng Kông. Ông có người con trai trưởng tên là Hồ Trung. Tước sĩ tuổi tác đã cao, con trưởng sẽ kế thừa gia tài, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đâu ai ngờ, giữa đường lại có xuất hiện ra một đứa con trời tên là Hồ Phan. Hơ, vì người ta cho rằng gia tài sẽ bị chia sẻ, cho nên muốn ra tài trước, đã phái sát thủ tên là Hồ Xuân đến ám sát đứa con trời này. Nhưng mà không biết tại sao, ám sát bị thất bại. Có người đã tương kế tự kế, giết chết Hồ Xuân trước, rồi đem tất cả tội trạng đặt lên đầu của đứa con trời tội nghiệp này. Wow, không những chỉ là tánh tình độc ác, vô pháp, vô thiền, chỉ có một người này thôi. Không biết cái gì nghĩ sao vì giả thuyết này của tôi hả? Qua chủ không? Ông cười gì vậy? Tôi cười ông đang ra câu chuyện này vừa vô lý vừa điên đó. Vừa điên lại vừa vô lý mà cũng làm cho ông đổ mồ hôi hột, cũng thiệt là ngộ quá ha. Qua chủ không? Đêm xảy ra tai nạn ông ở đâu hả? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Coi sách. Coi sách gì? Ngọc Bồ Đoàn. Coi tới đâu? Coi tới chỗ Phan Kim Liên và... Là đường Tam Tạng. À phải, đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng thuộc về Tây Du Ký mà, ông chơi tôi. Wow, cũng giỏi thiệt ha. Nhưng mà thật ra thì cùng với ai đây? Tôi còn gì phải nói cho ông biết. Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao ông trả lời tôi nữa. Tự mình làm mất mặt thôi. Chờ một cách đủ rồi nha. Đầu mồ hôi trước đi. Cặp mắt sâu quá ha. Giờ này ngủ không có được ngon hả? Đêm nào Hồ Xuân cũng tới thăm ông, có phải không đây? Thưa quan tòa. Khoan đã, nói tiếp đi. Đêm đó ông ở nhà làm gì đây? Đã nói cho ông biết rồi, tôi ở nhà coi Ngọc Bồ Đoàn. Ý của tôi không phải như vậy, không phải là cái đêm giết chết Hồ Xuân, mà là trước đó một đêm. Trước đó một đêm tôi đã... Yes. Chết chưa? Thưa quan tòa, tôi sẽ đưa ra kết luận. Nói cục cứ gì, nói đi. Trước cái đêm giết người, ông đã làm cái gì hả? Cảnh sát! Không phải hắn, là Trần Mộng Cách. Hả? Chuyện gì đi? Ông đã đưa ra nhiều ý kiến để biện hộ cũng gây cấn lắm. Nhưng mà theo trình tự của pháp luật thì ông mới chính là người bị bắt đầu tiên. Hả? Cần gì phải làm chính xác như vậy chứ? Vậy ông đã khi giải pháp định lần thứ ba. Tôi cũng hết cách thôi. Tôi cũng làm theo pháp luật. Phạt tù ông ngồi một ngày, tất khách chấp hành. Quan tòa, nói thiệt hả? Nể mặt tôi chút đi. Quan tòa, nể mặt tôi chút đi, quan tòa. Kính thưa quan tòa, những lời chúng tôi nói khi nãy coi như là không có nghe qua hả? Vì những lời khai khi nãy không phù hợp với trình tự của pháp luật, các vị bồi thẩm đoàn xin hãy coi như hoàn toàn không có nghe qua chuyện gì hết. Trợ tá của Trần Mộng Cách sẽ ra làm đại biểu lo nhẫn ngày mai cho lời biện hộ cuối cùng. Bãi tòa. Anh Phan. Ủa, cô Liên. Anh Phan. Sao cô ở đây? Tôi đến đi cứu anh. Được, để tôi lấy đồ. Nha. Hả? Tôi chỉ muốn thử anh thôi. Tôi thật không có nhìn lầm. Anh là một người tham sống sợ chết. Anh chỉ là một tiểu nhân. Tôi hả? Anh bỏ đi như vậy, suốt đời sẽ mang án ở trong người. Ăn không no, ngủ không ngon, suốt đời phải trốn tránh. Anh vĩnh viễn sẽ là một con rùa rút đầu. Tôi quyết định ở lại. Đó là lý do mà tôi thương anh.